Đấy, bây giờ thì mấy anh em cũng là chuẩn bị là ăn cơm rồi các bác ạ, bây giờ ấy. Hôm nay thì sẽ ăn cơm ở nhà mới luôn Sử nhá. Ăn cơm trong này luôn nhá. Đấy, hôm nay thì sẽ có đông người hơn các bác. Giải ngang nhá, giải ngang nhá. Rồi, đấy, giải như này. Nào, cứ chú ơi, lên đi anh chú ơi. Nào, 1, 2, 3, 0 2, 3, 0 2, 3, 1. Rồi. Chú phải thông cảm, những cái nào sai sót thì với khán giả cũng phải thông cảm, cũng phải nhắc nhở. Anh em mình có gì đâu anh, em phải nói là cái công trình này cũng là công trình cái đầu tay mà ở bản em, của kênh bản em nữa. Thì còn rất là nhiều điều thiếu sót và... Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Phát này chưa? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu là cập nhật cái tiến độ mà nhà ba ông cháu là làm tới đâu rồi các bác. Như những cái thước phim, những cái video trước thì cháu Lực đăng tải lên thì có ba anh chị đã cũng đã nắm rõ được là hiện giờ ngôi nhà của ba ông cháu là làm tới đâu rồi. Đấy, tối nay thì sẽ ăn cơm với lại anh em đội thợ một bữa cuối cùng của bác. Có lẽ bữa hôm nay sẽ là bữa cuối cùng ở trên nhà của ba ông cháu rồi. Hôm nay ta thớ chín bao hầm hầm cuối cùng là gì nọ. Giờ đang bắt năm phải ra. Bắt năm phải. Tại ông thì đang đun nước rồi cô bác. Và hôm nay thì cháu Lực nhận được khoản của bà An Phạm là gửi cho cháu Lực là 50 đô là tương đương là 1.200.000 thì để mua thức ăn cùng anh em đội thợ là ăn tối hôm nay cô bác. Hôm qua thì cháu Lực đã gửi cho anh Vinh là 1.000.000 để anh ấy đi mua ngan với lại mua vịt rồi. Hiện tại thì anh đã cũng đã mua lên đến đâu rồi và ông thì đang đun nước rồi, còn 200 còn lại thì cháu Lực là mua thêm là một chút là thức ăn thực phẩm cũng như là đậu để một tí nữa anh em ăn cùng gia vị nữa cô bác, gia vị mắm muối mì, gia vị là rau thơm cũng như xả nữa. Các anh thì bây giờ vẫn còn đang miệt mài để mà đi vào hoàn thiện thôi. Đây, cháu Lực thì sẽ phụ trách là cùng các ông là sẽ nấu cơm. Khi mà anh em thợ nghỉ thì cũng sẽ được ăn cơm rồi. Đấy, cái phần hành lang thì bây giờ các anh đã hoàn thiện là xong xuôi gần như là mọi cái rồi. Bây giờ phần trên kia thì các anh lại láng thêm một lớp nữa các bác. Để cái lớp này là để chống dột các bác ạ. Không biết là anh Vinh là đi đường nào lên. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đi lên trên xem anh Vinh là... Và anh... Cái... Tại sao anh lại láng thế các bác nhá. Ở đây thì cháu Lực hiểu rõ được là các anh lắp, các anh láng thêm một lớp như này thì sẽ để chống dột đấy các bác. Ồ, sao bên này lại vành một trắng này nhỉ? Anh nói đi em. Hả? Một trắng không được mà. Nó rửa rau có kiểu màu trắng được. Vâng. Lâu. Vâng. Sẽ... Ui, bụi quá anh, bụi quá, bụi quá. Chào anh qua nhá. Chào được không? Anh đang làm công việc gì ấy bây giờ ấy? Vừa anh thì vừa đi giá lại cái cửa. Giá lại cửa. Thế là xong hết rồi chưa anh? Xong hết rồi, xong hết rồi. Thế là tối nay anh em mình lại tổng kết nha, làm tứ tiểu nha. Ừ, đã đi đâu. Ôi, cầm gì? Tắt đây rồi. Chúc Quân xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị. Con chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Bắt nồi lim nè à? Sư vắm tạo thân. Em xử thì ở những cái video trước thì cô bác cũng đã biết là mấy anh em lập cái phần pro này cô bác này. Ui. 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 Đi đâu lấy về đây cô? Trên rừng à? Ui, đây ở đây các cô ở trên vùng cao này cô bác, ở đây còn thiếu nữ nữa cô bác. Các thiếu nữ ở trên vùng cao thì đi từ sáng sớm đến chiều thì mới lấy được một bó củi mà rất là to như này cô bác ơi. Bây giờ thì đến thời điểm hiện tại thì gần đến mùa đông rồi, cho nên là nhà nào nhà nấy cũng phải đi lấy củi về để mà dự trữ. Bây giờ thì có vẻ như đi rất là khó này cô bác này. Đấy. Và ở phần phía hông nhà bên này cô bác nhá, thì cháu Lực cũng sẽ là làm thêm một cái ống chảy xuống nữa. Ngày mai thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục làm nối ở dưới là cho nước mà khi mà nó động lại ở cái phần chú anh Vinh đang đứng, cái phần mái hiên ấy, thì nó sẽ chảy đi xuống dưới. Và tất cả những cái khung cửa sổ thì các anh đều có làm cái phần mà che mưa tránh cái trường hợp mà nó hất vào các bác nhá. Anh Vinh ơi, chỗ đấy là đang làm gì anh? Hiện tại anh đang lắng lại cái mái này để chống cho nó chống thấm. Ồ, thế là hôm nọ mình đổ là nó chưa có thể là được à anh? Mình đổ bê tông thì mình đổ để có cái mái đây nữa chưa. À. Còn rộng nó thì chưa được chắc chắn về cái độ ngấm của nước. Không biết là vừa rồi cô bác có nghe thấy không? Theo anh Vinh chia sẻ là lúc mà mình đổ bê tông ấy thì công trình nào cũng thế, mình đổ bê tông ấy thì nó vẫn bị dồn nước ra. Mình vẫn phải là láng qua thêm một lớp xi nữa. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực sẽ đi vào và đun nước. Thì một tí nữa anh em sẽ thịt gà lại thịt ngan luôn các bác. Còn cái khoản này thì cháu Lực cũng đã nói ở đầu video rồi, là được bán Phạm gửi cho cháu Lực là 50 đô, tương đương với lại là 1,2 triệu. Nếu mà cô bác anh chị có theo dõi được những thức phim trước thì cũng đã biết là bán Phạm gửi cho cháu Lực bao nhiêu và chi như thế nào rồi các bác nhé. Và cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm. Chúc bà là thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Trong thời gian qua thì bà đồng hành cùng kênh Bản Em phải nói là rất là nhiều, giúp bà gia đình của ba ông cháu rất là nhiều cô bác ạ. Ê Quân thì bây giờ anh em mình đi nhặt một tí rau nhé. Sử đi làm xong chưa? Chưa à? Thế thì Sử làm xong chỗ này thì một tí là nhổ lông gà lông vịt nhá. Nước là sôi đấy. Nước là sôi đấy anh ơi. Đây, anh em đi. Bây giờ phải phân công nhau nha cô bác nhé. Quân thì em đi nhặt một chút rau cải dưới kia nhá. Còn anh sẽ đi ra kia nhặt ít rau thơm. Rồi. Đấy, nhìn từ xa xuống cô bác này, một cái diện mạo mà phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, ông thì biết là hôm nay thịt gà nhiều ấy, cũng chạy đi xuống nhà lấy cái thớt, cái dao lên này cô bác này. Anh Quang ơi, mà cắt tiết đâu mà, ông khéo éo cho. Giờ gì mới hay nữa.
Thầy Hải là chắc là cũng đi học về rồi các bác này. Hôm nay thì Sử không thể đi đón được em Hải rồi. Tại vì là tối hôm nay thì anh em khá là bận các bác ạ. Đây, ở đây thì hình như là đây, Hải cũng đi luôn này. Hải là ra đi luôn này. Hải có cái gì đấy? Có cái gì đấy? Quả này là quả gì xem nào? À, lấy đâu về? Cái kia. Cái kia à? Đây là cái quả mà quả sổ của bác này. Bảy ra đây, bảy đậu ra đây. Hai chị em là máu đuôi à? Hả? Nào, con chào các ông bà. Quay ra kia, quay ra kia. Con chào các ông các bà. Rồi, nào, bông nào. Khoanh tay vào, khoanh tay vào. Con chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Rồi, thế là anh Hải là đón về à? Hả? Phải không? Phải à? Ờ. Cái quả này là quả sổ đấy các bác này, ở trên vùng cao. Ăn cái quả này rất là chua các bác. Hải thì mới đi học về. Hôm nay thì anh Sử không đi đón được rồi nhỉ? Vâng. Lại đi thế, đi xuống nhà xong hộ anh Quân cùng anh Quân rửa rau nhá. Vâng. Không, một tí ăn cơm đấy. Vâng. Hải bây giờ về nhà là nhìn thấy ngôi nhà của mình là xong rồi đấy. Nào, đi nào, Sử. Đấy, trẻ con đi học về rất là nhiều rồi các bác này. Hầu như là chỗ của em Hải với em Sử là có khá là bạn nhỏ ấy. Chào anh chưa? Không được nói là mày đi đâu, các chú đi đâu nhá. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Hả? Biết chưa? Cũng đi học về à? Nhớ. Nhớ à, ở đi. Ôi ôi. Tí nữa. Rồi, ngoan đấy nhờ. Khá là ngoan. Đúng rồi, chú đi chợ đấy. Hầu như là các bạn nhỏ là biết nói tiếng Kinh nhờ các bác. Nhưng mà hầu như là nói là rất là cao lốc. Ở đây thì các cô giáo đến lớp thì vẫn là dạy rất là nhiều rồi. Nhưng mà đến nhà thì kiểu bố mẹ không có kèm theo chút nào ấy các bác. À, bây giờ thì mấy anh em sẽ hái một chút rau thơm ở đây này, về tí để ăn. Hái cái rau này Sử ơi, đây anh bảo đây. Anh Sử có từng ăn rau này chưa? Ăn rồi. Ăn rồi à? Đấy, hái cái rau này. Anh em mình hái cái rau này để vào túi bóng này. Đấy. Đây thì có rất là nhiều chỗ này đấy. Thơm nhỉ? Vâng. Cái này ai trồng ấy? Không có ai đâu, chỉ có thôi. Chỉ có thôi nhỉ? Vâng. Nếu mà phải vườn của nhà ai thì cháu được đã đi hỏi rồi các bác. Ở đây thì cháu được hỏi Sử thôi. Cái rau này là nó tự có. Hái ra ra đi Sử ơi, đây này. Vâng. Hái ra ra đi. Hái. Không phải cái bảo hiểm ấy lên. Hả? Không, cái kia không phải là mắc khén đâu. Cái kia là cái hạt rừng, hạt gì ấy. Đấy, đây này. Đây là thanh niên lại này. Lại đi học về này. Đây thì cũng là con của nhà chú đúng không? Đúng rồi ạ. Đây là tên là gì ấy nhỉ? Mông. Tên là Sương. Hả? Sương nữa. Con to ấy. Thằng nhỏ. Nhỏ Mông. Mông đúng không? Mông đi đâu về đấy? Hả? À, biết trả lời chú không? Phải biết. Vẫn là cỏ sổ thôi. Thấy rau này thì để ăn với lại thịt ngan với lại thịt vịt thì rất là hợp cô bác. Sử hôm nay thấy vui không? Thấy nhà mình làm xong hết rồi nhỉ? Vâng. Đấy, ngày mai là các anh thợ mà lên đo nữa. Xong là lúc mấy nữa anh sơn xong. Vâng. Đấy. Đấy, ở đây thì cái phần sơn các bác, nếu mà như mà cháu được với bạn Hiệu biết tự sơn được thì là anh em là tự sơn rồi, nhưng mà ở đây là anh em không có tự sơn được, cho nên là anh em phải đi thuê người về để sơn. Còn như cái sơn mà hôm nọ cháu được chia sẻ lên đấy, cái màu sơn đấy là màu nó là màu đang là màu hot của năm nay, nó là màu đẹp nhất rồi, thành ra là cái phí của nó hơi đắt một chút. Còn thí dụ như nếu mà bây giờ cháu được có cái hoàn cảnh nào ở gần huyện là nếu mà làm ở đấy thì cái chi phí mà mình vận chuyển sơn với lại thuê thợ thì nó cũng rẻ hơn, nhưng mà ở đây thì nó là đi vào rất là sâu rồi, vào trong bản rồi, cho nên là nó cái tiền cước của nó hơi cao một chút, và cái tiền sơn tiền lúc mà anh em thợ lên làm cũng hơi cao một chút các bác. Ở đây thì trước khi đi vào làm thì cháu Đức đã hỏi qua là rất là nhiều thợ rồi, có những thợ thì lên rất là cao, còn những cái thợ thì nó cũng tầm tầm giá đấy. Hỏi 4-5 ông thợ rồi thì đến ông thứ 5 với cô bác đều là giá đấy, và cháu Đức mới chọn ông đấy. Ở đây là khi mà cháu Đức chọn thì cháu Đức phải là xem
hỏi thật kỹ người ta xem là người ta đã nhận là nhiều công trình chưa, thì đến lúc đấy thì mới vào làm được. Sợ là mình đã bỏ ra số tiền là rất là lớn rồi, đến lúc mà mình sơn ấy thì không có được ưng. Hay Quân thì bây giờ là vẫn đang đi hái thêm giống, đang Quân thì bây giờ là đang đi hái rau cải rồi cô bác ạ. Quân thì bây giờ là đang hộ các chú, là cùng các chú để mà vặt là lông gà lông vịt rồi. Tắt mới hiểu ai rồi. Đâu nè, mình sẽ cái cầu mà viền này đi năm bộ đấy, lấy ra nữa. Náo luôn. Mấy cái chỗ này này nó cũng phải mà, nhưng mà nó hơi xấu đi. Uống nước. Đúng rồi, đúng rồi. Bên này mới được ngăn được, có được mà. Nó ngăn thì. Cứ còn bột chính ạ. Bột chính này bột rút. Mới bột chính ra. Bột này mình lấy ưu. Nào, tư ô. Ô hồ này cho tư đầy đồ. Tính nổ á? Ừ. Không có. Thế sao biết? Tự biết. Gần nghề nung mà không biết tiếng nung à nhỉ? Đúng rồi. Anh vẫn biết tiếng mông mà nghe. Anh á? Anh có biết tiếng mông đâu. Anh lâu lâu học được một hai câu như kiểu mình học tiếng. Hello các kiểu. Hello là tiếng mông gì? Hello tiếng Anh mà. Hello à. Là nhau rồng. Nhá rồng. Hello. Đùa. Chào là. Hả? Chào là. Là cái chào là đi thôi à? Chào là. Đủ ra. Tôi nghe từ chào là mà sao cũng giống tiếng Trung Quốc. Châu là đi thôi hả chứ? Châu là đủ chưa? Thế đủ là nói như thế nào? Châu à? Đủ là? Ừ. Châu là? Đủ là châu là châu đúng không? Đúng rồi. Châu là đủ đúng không? Ừ. Nếu mà đi thôi là búng là đúng không? Đúng rồi. Búng à? Múa chi lô là đi đâu về đúng không? Múa chi lô á? Ừ. Và lên ma đấy. Đấy, thì đi học về đúng không? À, đi đâu về đúng không? Đúng rồi. Sáy nhiều. À, anh hỏi là mua gì lô. Là sáy nhiều là đi chăn trâu về đúng không? Đúng rồi. Nếu mà đầy đủ phải là muốn càng sáy nhiều đúng không? Hả? Muốn càng sáy nhiều là cái gì thế? Cậu đấy không biết đâu. Được bắt mình ra đâu. Ui. Mấy anh em thì cũng đã đi thu ít được một ít dâu rồi các bác này. Dâu này thì mình để ăn sống rất là thơm. Đấy, đến chiều tối như này thì bây giờ lại chuẩn bị lạnh lạnh hơn một chút rồi các bác ạ.
Đây có cây chuối rừng rất là nhiều này các bác này. Cây chuối rừng thì nếu mà mình có quả nó mình chặt ra xong là để phơi nó khô đi thì nó cũng là một bài thuốc của bác để mà mình ngâm rượu uống ấy. Này Sứ ơi, cầm đi. Vâng. Xong là bây giờ mang đi rửa. Vâng. À, bước xuống là nhìn thấy ngôi nhà mà phải nói là đẹp nhất, ưng ý nhất của bác này. Đấy, các anh em thì bây giờ đang gần hoàn thiện rồi. Dọn dẹp vào xung quanh nhà cho lực một chút. Đấy, có thể là hôm nay thì vẫn chưa chia tay được các bác. Thế mai thì vẫn còn một cuộc hẹn nữa. Tại vì là có một số công việc nó chưa xong. Hả? Nào quá. Xong nào á? Ồ. Thế tối nay là mấy anh em mình đi vào nhà ăn cơm thôi nhỉ? Đi vào trong ăn cơm thôi nhỉ? Dạ. Vâng. Đấy, Quân thì bây giờ đang dọn dẹp ở cái phần công trình phụ này một chút này các bác này. Đấy, Quân thì ở nhà là lấy rau cải xong chưa Quân? Lấy xong rồi ạ. Xong rồi. Đấy, có thể là hơi tối tối một chút các bác, không biết là bây giờ sẽ được quay lên có tối không? Có cái này trên mình được. Dạ. Đang đây á, chú cứ xoáy ơi, chú xoáy vào cho cháu đi, sợ là sau này mà trẻ con nó vào để chơi nó lấy đi ấy. Cứ tưởng là đồ chơi ấy. Không, cái này là cái nắp ở trên nó mà chú. Đấy, cái nắp ở trên nó. Có sáng không chú, có cần lắp không? Cần bật đèn không? Quét ra nó qua một chút thôi mà. Nó không bị dính cái xi kia là được rồi. Lấy cái gì lâu khô rồi lâu đã. Vâng. Đây, cháu đang đi kiếm đấy. Sứ ơi. À, đang rửa rau kìa. Thế để cháu đi lấy cho. Đây chú ơi. Ồ. Ở à, đây, đây chú ơi. Cái doang đấy. Nó vẫn có cái doang giữ nước của nó mà. Sao lấy được ra nhỉ? Chắc lấy lên vặn chứ. Lấy cái xèng, người cái xèng phát nào. Vặn từ cái. À cái này là mình vặn ở dưới lên chú ạ. Đúng rồi. Đây. Đây. Xoay đèn dưới cơ. Vâng. Anh chứ. Ở mắt xẹp mày đang không ạ? Bốc à, đang nút bát lên đúng không? Nút bát cặp lên này. Rồi, cái nào? Cứ xoay cho nó vào. Đây có mà. Đây có đây, đây hót ra cái kia nó đi ở đường này. Sau mấy quãng thời gian thì mấy anh em cũng đã luộc xong gà mọi cái rồi các bác. Ở đây thì gồm có gà với lại ngan.
Hôm nay thì phần thức ăn này thì được là bà An Phạm là bà ấy gửi tiền cho Lực để mua. Gửi bao nhiêu thì cho Lực cũng đã nói rồi. Bán mặt sổ trước anh. Đây, ở đây thì mấy anh em ăn gà với ăn ngan thì không bao giờ để thiếu được những cái gói hạt dổi của bác này. Đấy, trước kia thì lúc mà cháu Lực để vào túi ấy, thì gồm có là một gói, nhưng mà bây giờ đi đâu cũng mang theo, thành ra là bây giờ cũng gần hết rồi. Thêm không anh? Thêm. Đấy. Hạt dổi thì rất là thơm. Ở đây thì hiện tại cháu Lực còn một ít hạt dổi rừng nguyên chất nữa. Nếu mà có ba anh chị có quan tâm tới những cái mặt hàng mà hiện tại cháu Lực đang chia sẻ và đang bán ở trên kênh thì rất là mong có ba anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng thiện nguyện của cháu Lực cô bác nhá. Vậy ở đây thì những cái mặt hàng cháu Lực đăng tải lên trên kênh thì hoàn toàn là nguyên chất 100%. Nếu mà trong quá trình mà vận chuyển tới đây cô bác không có phải là những cái như quảng cáo thì có bác anh chị có thể hoàn hàng thì cháu Lực sẽ gửi lại tiền cho cô bác anh chị. Em có thêm kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Họ chỉ là giá được thế thôi anh ạ. Cho tí chanh vào. Hải ơi, ở đi xuống nhà lấy thêm bát đi luôn em. Ăn vàn nước bù lang rồi. Bên lên ăn. Lao tao bù lang ăn vàn bao mà. Lấy thêm bát lên nhá. Đúa đi. Có ra chín đây. Có giấy không nhỉ? Đi trắng anh cái bát phát. Đoàn tay nó một láng rồi đi bác. Trắng anh cái bát. Chắc phải láng con, phải láng bản đó mà. Bản cái nước một láng chắc ăn. Ôi eo bụt cần vàng. Nên chậm này phải hốc tầm 8 ván mới nổ. Trong cứ trăm yếu. Cho đi cứ cho này có liên quan đến phải lắc mắt nữa. Đây, thêm cho bát nữa. Ăn vàng thì lấy lát không? Sòn sức. Khải Quân, ăn vàng cho mơ quân. Để sòn ăn vàng không? Sòn mát không? Đầu thì bên đây mới đầu ạ. Hả? Không cần bạt đâu mà. Bạt ở đâu? À đúng là cái bạt đấy đi. Xong rồi lấy lá chuối giải lên trên nhá. Chính nào á? Hay bây giờ thì mấy anh em cũng là chuẩn bị ra ăn cơm rồi các bác ạ. Bây giờ ấy, hôm nay thì sẽ ăn cơm ở nhà mới luôn xử nhá, ăn cơm trong này luôn nhá. Đấy, hôm nay thì sẽ có đông người hơn các bác. Giờ thì Quân ơi, Quân đi lấy cái tấm đi lấy cái lá chuối đi, lấy lá chuối đi đải giải đi.
Đấy. Rồi cứ để như này đã. Đấy. Bây giờ thì sự cùng quân đi lấy ra chuối vậy nhá. Tí là mình sẽ để lấy ăn lên trên này luôn. Hôm nay là cái bữa đầu tiên mà ăn cơm ở nhà mới rồi, nhà ba ông cháu rồi các bác. Hôm nay thì sẽ là cái hôm mà cũng hầu như là gần là tổng kết rồi. Ngày mai thì các anh em thợ chỉ hoàn thiện cái việc cái ránh đằng sau thì cũng đã xong rồi. Đấy, giải xuống đi, giải ra. Giải ngang nhá, giải ngang nhá. Rồi, đấy, giải như này. Đi ra lấy cái dao. Cái dao về đi. Dao cắt bỏ đi, đừng có bấm thế. Chắc là chỉ ngồi thế này là được rồi nhỉ. Lấy ra con dao nhỏ ấy. Ngồi cắt từ đây ra, ở bên kia còn. Hãy cắt đi. Ôi. Nào. Rồi. Đặt vào đi. Từ. Đây vào đây. Cứ giải dài thôi em ạ. Thấy bây giờ thì lấy đậu cái ra đi. Cái đậu mà vừa rồi để đâu ấy. Bây giờ là mình bày đi. Quân em lấy đậu ở kia ra đi. Đấy, xem Hải lấy bát đũa lên chưa. Cái bát đũa thì lấy ra hết đi. Đấy, có thể là mấy anh em sẽ hơi thiếu bát, thiếu đũa một chút cô bác. Rất là mong các anh chị sẽ thông cảm. Ôi, vừa rồi mình không biết kéo ra bên này một tí nhỉ. Đây, đây anh kia. Đấy rồi. Đây, từ, lấy đậu ra. Đậu này tầm nước thì chắc phải lấy cái gì để ở dưới. Không, ở dưới thì mình đã có nhiều lớp rồi mà. Có đũa rồi, đi lấy đũa về đi. Một quần, một quần. Cái gì đây, cái gì đấy? Là không? Đậu phộng. Đậu phộng, đậu phộng. Đậu phộng nó mực. Rồi mấy anh em bây giờ thì mấy anh em chuẩn bị ăn cơm rồi bác. Bây giờ đang đợi món chính là món thịt gà nữa. Đấy ông bác, đi chỉ là cho em rồi chỉ lầu chỉ lên đi mày. Bán đi không? Khó đấy chứ không nào. Anh em ngồi hết. Bây giờ đang đợi món chính thì gà. Bữa khán giả ăn tối nhá. Món chính ngay thôi. Cày đấy mấy nồi này à? Ví dụ mình điếm à? Chứ năng bắn mê. Ông chồng bà đấy không thế còn phân tiền. Bồ, chồng tương trắng này. Tương trắng này, tương trắng này. Đó. Đúng rồi, anh dọc ở giữa dọc. Không lại ba. Đây này. Dài về ba về kia. À không, đây này. Bắt đây. Bắt đây này. Ôi. Đi lấy lá chuối. Đây, xuống qua đây đi. Quân qua đây đi. À không, lấy bát để nước canh thôi. Hôm nay thì không để thiếu thêm rượu đâu các bác này. Ở đây thì chỉ có là 4 mét rượu thôi các bác nhá. Rất là đông người. Và cái này là nước ngọt thôi các bác nhá. Nước ngọt này thì em xử là em mới mua lên, chứ không phải là cháu Lực mua lên. Còn hôm nay thì cái bữa ăn hôm nay thì là được bà An Phạm là bà ấy tài trợ cho mấy anh em trong đội thợ xây cũng như là cháu Lực luôn các bác. Đây, và cháu Lực cũng mua lên cho một ít rượu cho mấy anh em. Má Đạo ơi. Má Đạo ơi. Này, nào này. Chú đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Hả? Đây rồi. Đây đúng đeo rồi đấy. Múc canh đi xứ ơi. À, Hải ơi. Đây, một em rượu này. Bùa yếu thêm. Bà bà tiếp pha rồi. Anh ta lấy chén không? Ngại hơn được không? Đấy. Đây, ở đây Hải ơi. Bên này em ơi. Cái gì kìa? Có đó. Đây. Nhớ clip tập kép. Này Quân. Quân đang tạm cho nước khẩm ứng được không? Đi đi. Đây.
Em bê đi nhá. Đấy, em cứ đặt nó xuống đi để anh thấy không. À, cho xin nó đố nhỉ. Đây, cho xin nó đố đã, anh Thanh. Đấy, quân này đẩy bắt này dịch dưới em ơi. Đấy. Ui. Bên kia có vẻ như chật người quá nhỉ. À Hải ơi, ra ngồi bên này đi. Đấy, Hải quân sử ra ngồi hết bên này đi. Chú uống rượu thì ngồi bên kia, còn các cháu không uống rượu thì ngồi ra bên này. Đấy, Hải ra sử ra bên này em. Đấy, hai anh em ngồi tất vào đây đi. Đấy, chú ngồi ra bên kia chú. Ao. Năng bắt nổ. Ngồi, Hải ngồi dịch vào trong. Ngồi dịch vào nữa đi, quân ngồi dịch vào nữa đi. Đây, ngồi dịch vào anh. Đấy. Đấy, ông. Lâu nè cúp em ạ. Ờ. Lâu tập em ạ. Nha, ở đây giăng tờ. Phải một chi lâu cứ tay xuống này. Phải hầm ở đây còn một bát rượu này. Ôi lan bò đi lái bên nó. Như thế. Lan nó pha nước này rượu. Lan. Lan nó pha này cho. Lan nè. Đi. Mời nhà cơm nhá. Mời khán giả cơm nhá. Đấy bây giờ thì cháu được cùng xin các cô ăn cơm nhá. Bây giờ thì cháu Lực cũng xin được mời tất cả cô bác anh chị là cùng đại gia đình nhà ba ông cháu là ăn cơm luôn các bác, cũng như là anh em trong đợi thật say luôn. Mắt lo gì? Nào Hải. Cháu Hải mời quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Cảm ơn em. Con mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị cùng con ăn cơm ạ. Ôi Sử đi đâu rồi? Sử ra bên ngoài. Sử ra bên ngoài à? Đấy, này. Bắn hay luôn mà bắn. Đập luôn. Ở đây bắn nó to mày. Mời tất cả các chú trong anh em mà đội tự say ấy nhỉ. Đấy nhỉ. Mời đây, mời chú nha. Ô ăn đi. Màu nắm ở đây dám hờ. À đây. Nào nào. Má mà. Nào nào. Mẹ áo ơi. Áo à? Sao nào bắn áo về áo à, ăn tặng bắn nào mà. Có bên nào mà, ăn tặng bắn nào mà. Có sáng tặng bắn nào mà, có bên nào mà. Chú mời chú nha. Chú mời chú nha. Ô, hạ sứ sứ đang đi lấy rồi. À. Mời chú ăn nha. Hải ăn đi, ăn cơm đi Hải. Quân lớn thì gắp thịt cho Hải đi. Ôi điếng thiếu nổ. Cảnh tiết này. Ờ, cảnh tiết đi rồi. Bắn ra. Này. Bắn quân. Thôi, là hết rồi. Đủ chưa? Đủ rồi. Đủ chưa? Đuôi. Thiếu đuôi lực. Đâu em có đây? Hiểu. Hiểu thiếu một đuôi à? Còn thiếu à? Thiếu không hiểu. Đây. Ở đây có rồi. Đây. Đấy. Hai ba dô vẫn nổ. Áo nổ. Dô bác gọi là chín nổ. Ô hô cứ nằm anh qua. Có lẽ bởi anh qua tình luôn nè. Mà tình đẹp đấy à. Nào cứ chú ơi. Lên đi anh chú ơi. Nào. Hai ba dô. Thôi. Nhưng hai ba hết. Hai ba hết thì không được đâu. Hai ba lát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi, cháu mời chú ăn cơm nhá, chú dùng nhá. Ăn cơm nhá. Cái rượu này. Ôi, ảo bởi chín loa. Nếu mà ngờ nè, không ai xoay xử nữa. Cái này cáo 4 viên vàng, cái này cáo 9 văn à. Vậy, em mời anh Vinh riêng cái này anh em mình nhé. Đấy, vừa mới đào móng thôi mà đến hôm nay anh em mình đã phải tổng kết rồi. Em cũng mong là sau này kênh em phát triển lớn hơn đi, có gì giúp đỡ được hoàn cảnh nào, xong là có thêm những hoàn cảnh chương trình thì anh em mình lại gắn kết với nhau nhé. Anh em mình có gì đâu anh, em phải nói là cái công trình này cũng là công trình cái đầu tay mà ở bản em của kênh bản em nữa, thì còn rất là nhiều điều thiếu sót, và cũng rất là may khi mà em gặp các anh, được các anh tư vấn rất là nhiệt tình. Các khán giả thông cảm nhá, thì đây chú Bình. Và chú mời chú nha. Khán giả Hiếu ơi. Ơi, chú mời cháu. Vâng ạ. Ăn thịt gà là phải dùng tay nó em. Vâng. Mời cháu. Anh Quang ơi, anh Thanh, à Long, chú. Anh Hai ơi. Cái nhá. Điều khiển từ xa nhá, anh nhá. 2 3 4. Chú. Tối nay thì tiếng Hào Kiều rồi. Chắc mai một buổi nữa là chắc gọi là cũng chỉ thi thoảng gặp nhau trong chết chợ nữa thôi. Hôm nào lên nhà mới còn một bữa chưa? Hôm nào lên nhà mới nữa. Hôm nào lên nhà mới là gọi là anh lên làm tí tiếp cánh nhỉ. Cảm ơn không? Không ăn không uống thì anh làm, anh ăn anh uống. Mấy anh em mình gọi là không thể thiếu được rồi. Anh ạ. Đúng rồi anh. Nó có chuyện tự nhiên ạ, nó có bác uống tự nhiên rồi. Bà lâu chờ ơi. Chào. Ô, hắn là chị đang đi. Cho thêm là bàn, tham liên chị mới đây bàn đó. Bà nó khóc, tay áo khóc, tay như chị. Hả? Con này, thử thử. Ai một lần. Ôi trời. Còn cái thời lượng thức phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Và cũng xin cảm ơn tất cả cô bác anh chị trong thời gian qua luôn luôn đồng hành cùng bản em. Để tới thời điểm hiện tại thì ngôi nhà của ba ông cháu đã đến hôm tổng kết rồi các bác. Vẫn chưa thể hoàn thiện mức là 100% được. Ngày mai ngày kia thì sẽ hoàn thiện thêm là phần cửa sổ, sơn xiếc mọi cái nữa thì mới chọn để ngày tân gia được cô bác.
Còn cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Cháu Lực cũng xin được kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hẹn quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác, anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Xin chào các khán giả nhá. Từ nói chung thì bây giờ cũng là bữa tổng kết của đội thợ với là gia đình với là kênh của Bản Em. Nói chung thì thay mặt đội thợ thì chắc cũng gọi là hết tập phim này thì lâu lắm mới được lên sóng của kênh của Em Lực. Thì cũng xin chào tạm biệt các quý khán giả trong hay theo dõi kênh của Bản Em của Em Lực. Xin chào. Vẫy tay quanh hết là được mà. Em tập tóc bằng nâu. Mà hát này hát ạ. Phù hát này. Phù hát này. Phù hát này. Phù hát này. Phù hát này sẽ đọc chuyện đến mít rồi. Phù hát bè này. Dè. Dè, bè mũ mặt dè. Dè, ngó mặt tuần này. Dè. Ngó mặt bánh mũ. Ngó mặt này, ngó mặt điện thoại này. Bánh mũ. Tình đồng mũ.